Đức Tổng giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng, sinh ngày 30 tháng 6 năm 1940 tại huyện Hải Lăng, nay thuộc phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, thuộc giáo xứ Chí Bửu, Tổng giáo phận Huế. Thân phụ của ngài là ông cố Francisco Lê Bá và thân mẫu là bà cố Maria Lê Thị Mãi. Ngày 21 tháng 12 năm 1969, ngài được phong chức linh mục tại nhà thờ Chí Bửu, Quảng Trị. Ngày 19 tháng 2 năm 2005, được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá, tổng giáo phận Huế. Ngày 18 tháng 8 năm 2012, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế. Từ năm 2013 đến năm 2016, đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngày 29 tháng 10 năm 2016, Đức Giáo hoàng Francisco đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ngài và cho phép ngài nghỉ hưu theo giáo luật.